Danh ca Phương Dung khiến khán giả sững sờ trước vẻ đẹp ở tuổi U80. Ở độ tuổi 77, đã là mẹ của 8 người con, trong đó con trai lớn nhất 53 tuổi. Danh ca Phương Dung khiến nhiều nghệ sĩ sững sờ, kinh ngạc khi vẫn giữ được nhan sắc tươi trẻ, duyên dáng. Năm khách mời đặc biệt trong tập 9 Ký ức vui vẻ vừa lên sóng truyền hình là nghệ sĩ Ánh Hòa, nghệ sĩ Minh Nhí, lực sĩ Phạm Văn Mách và diễn viên Xuân Nghị. Trong thử thách của đội thập niên 60, nghệ sĩ Ánh Hòa xuất sắc vượt qua thử thách khi đoán đúng nhân vật tuần này chính là danh ca Phương Dung, được khán giả yêu mến suốt nhiều thập kỷ qua. Danh ca Phương Dung được giới mộ điệu đặt cho một biệt danh trìu mến là Nhặn Trắng Gò Gồng. Giọng ca nhà quê hương trữ tình nổi tiếng này được đánh giá là một trong 10 ca sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất tại Việt Nam trước năm 1975. Giữa thập niên 60, từ quê ra tỉnh, Nhặn Trắng Gò Gồng với chất giọng nội lực và sâu lắng đã chinh phục đông đảo khán thính giả với Nỗi Buồn Gác Trọ, Những Đời Hoa Sim, Khúc Hát Ân Tình. Xuất hiện với vẻ đẹp đằm thắm và rất khỏe mạnh, cùng giọng hát truyền cảm hứng như ngày nào. Khi thể hiện Nỗi Buồn Gác Trọ, ít ai biết được rằng danh ca Phương Dung đã bước sang tuổi 77. Tôi có hơn 300 đĩa, đó là những tình khúc đã đi vào lòng người. Tôi năm nay 77 tuổi và có 8 người con, đứa con trai lớn nhất năm nay 53 tuổi. Có thể nói, trong những người ca sĩ ở giữa và cuối thập niên 60, thì tôi là người đứng trên sân khấu lâu nhất và lớn tuổi nhất, danh ca Phương Dung chia sẻ. Ở độ tuổi mà không phải ai cũng còn đủ sức khỏe đứng hát và cống hiến niềm đam mê của mình cho khán giả, danh ca Phương Dung lại khiến tất cả mọi người kinh ngạc với vẻ ngoài không khác gì 50 tuổi. Không thể tin được cô ơi, Ốc Thanh Vân thốt lên khi biết tuổi thật của danh ca Phương Dung. Khi nữ nghệ sĩ thắc mắc, cô mất bao năm để sản xuất ra 8 người con hả cô, thì Phương Dung cho biết bà sinh con liên tục, năm nào cũng có một em ra đời. Tò mò trước vẻ đẹp bất chấp thời gian của nữ ca sĩ gạo cội, MC Quyền Linh vẫn tiếp tục hỏi bí quyết. Nữ danh ca Phương Dung tiết lộ, thật ra cũng không có bí quyết gì ngoài tình yêu gia đình và con cái. Thêm vào đó, MC Thanh Bạch cũng cho khán giả biết mỗi tháng, danh ca Phương Dung đều ra đảo khỉ để cung cấp thức ăn cho hơn 4.000 con khỉ. Theo Thanh Bạch, tình yêu thiên nhiên của bà đã được đáp trả bằng nhan sắc trẻ trung hiện tại. Cũng trong chương trình, MC Lại Văn Sâm không ngại thổ lộ với danh ca Phương Dung, em biết tới giọng hát của chị từ lâu rồi, nhưng đây là lần đầu tiên em được gặp chị. Em bị bất ngờ, thứ nhất là chị trẻ quá, không như em hình dung, thứ hai là giọng hát của chị vẫn còn đẹp quá. Trước sự ngưỡng mộ vì trẻ lâu của MC Lại Văn Sâm, nữ danh ca gạo cội đành thổ lộ thêm bí quyết, tôi ăn rất nhiều rau, và trong một tháng có khoảng 10 ngày ăn chay. Bà cũng chia sẻ thêm vì sao mình giữ được sự tươi trẻ về giọng hát cũng như vẻ bề ngoài. Vì tôi có một người tình và tôi yêu người tình đó từ lúc 5 tuổi đến bây giờ, đó chính là âm nhạc. Với những cảm xúc vừa về liên tục, danh ca Phương Dung cùng những tâm huyết của mình mong muốn những thế hệ sau này hãy luôn để cho những tình khúc của nhạc sĩ xưa như nhà thơ Nguyễn Bính, Đoàn Chuẩn, Đặng Thế Phong sẽ sống mãi và nằm trong tim những người Việt. Người ta nói văn đồn võ luyện, tôi phải tập luyện thường xuyên, tập hát hoài. Những bài hát tù cũng phải hát thường xuyên, danh ca Phương Dung chia sẻ thêm.